Cơm nấm cá hồi mayonnaise trẻ con cực thích mà làm lại cực kỳ đơn giản. Nguyên liệu gồm có ngô, cà rốt, đậu Hà Lan, cá hồi, mayonnaise, tương ớt, dầu mè, xì dầu và gạo. Và một nguyên liệu không thể thiếu đó chính là rong biển. Rồi chúng ta bắt tay vào làm nha. Ngô thì các mẹ tách hạt theo cái chiều ngang để không bị bắn nhiều. Nếu mà chúng ta bắn tách theo cái chiều dọc ấy thì nó sẽ bị rơi vãi rất là nhiều. Cà rốt thì chúng ta thái miếng vuông vừa ăn. Đậu Hà Lan thì các mẹ rửa sạch nha. Rồi chúng ta dùng cá dùng dầu mè để chiên vàng hai mặt của cá hồi. Dùng đũa để đánh tơi cá hồi ra nha. Tiếp tục chúng ta đi nấu cơm. Dùng khoảng một bát gạo. Trong đấy thì cho ngô, cà rốt, đậu Hà Lan và cho khoảng là hơn một bát nước vào nha. Rồi trong khi chờ nấu cơm thì chúng ta sẽ đi pha sốt 2 thìa dầu mè. Hai thìa mayonnaise. Hai thìa xì dầu. Và 2 thìa tương ớt. Và nhà nào có trẻ nhỏ thì là chúng ta chỉ cho 1 thìa thôi nha. Và 2 thìa thì sẽ thấy mình sẽ thấy nó hơi cay. Rồi cơm đã nấu chín rồi, ngon chưa? Giữa cơm ra một cái ô to. Rồi cho cá hồi đã gỡ. Sốt mà chúng ta đã pha ở lúc nãy. Trộn đều nha. Và trong lúc cơm còn nóng thì chúng ta sẽ dùng găng tay và bôi một chút dầu lên găng tay để cơm không bị dính vào găng tay nha. Rồi cho rong biển vào trộn đều và nó thành những cái viên nhỏ. Thật đơn giản và nhanh phải không các bạn? Các bạn hãy theo dõi, đăng ký kênh và để đón nhận những video giá trị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.